Dạ em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Giờ này thì em đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là phía bên đây chị quay bên đó là đây là chợ Thị Nghè cô chú anh chị, quận Bình Thạnh, chợ Thị Nghè ha. Em đang có mặt ở trong một cái shop bán sữa. Hồi nãy giờ thì em chạy vòng vòng thì em định vô mấy cái shop như là con cưng hay là mẹ và bé mà tìm không thấy. Nên thôi chạy vô đây luôn, cái shop này cũng rất là to cả nhà. Bán những cái tất cả các loại sữa từ sữa công thức cho tới là sữa tươi. Đó, nên em vào đây em mua để đi vào cho làm cái công việc là hồi nãy sáng giờ em cũng có nói á, là gửi tặng cho bé ở cái máy ấm tình thương đó. Thì em vô bên đây thì em có mua là cái hộp sữa này nè cả nhà. Sữa này là à dạ, sữa này là sữa à, không sao, sữa này là sữa rau lết thưa cô chú anh chị, sữa rau lết. Cái hộp này là 1,5 kg, giá của nó là 530.000, 530.000 một hộp. Như thế này em mua 4 hộp để dành cho pha cho mấy đứa bé. Và cái sữa này á, là nó từ từ mấy tuổi vậy, thì nó mấy tuổi, từ 1 đến 10 tuổi là sữa pha với lại nước nóng đó cô chú anh chị, từ 1 đến 10 tuổi ha. Trong đây thì nó giúp cho bé dinh dưỡng hiệu quả, suy dinh dưỡng thấp còi, nó là tăng chiều cao nè, tăng chiều cao từ 1 đến 10 tuổi ha, và có DHA thông minh hơn, tăng chiều cao, tăng cân. Đây là cái loại sữa 1,5 kg ha. Và bên cạnh đó thì em cũng có mua rồi cái thùng đó à, cái thùng sữa này đây là cũng là sữa rau lết luôn, nhưng mà nó là sữa tươi. À, một thùng như vậy là 12 lóc, 12 lóc thì nó 48 hộp, em mua 2 thùng là 48 là 96 hộp ha. 96 hộp, trong đây 496 là không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi mà chỉ dùng cho từ 1 tuổi đến 10 tuổi hả chị? Cái này cũng vậy luôn phải không? 1 tuổi đến 10 tuổi cả nhà. Cũng là rau lết mà là rau lết sữa tươi ha, nó là dạng sữa uống liền luôn. Trong đây nó có cọng cọng ống nút á, găm vô uống liền luôn cho anh chị. Em mua 2 thùng ha và 4 hộp kia. Rồi à, chị cho em xin giá đi chị. Dạ đúng rồi, chị tính tính tổng tiền đi. Cái này là một thùng như vậy là 350 nha cô chú anh chị. Có 10 48 hộp trong đây. 350 là em mua 2 thùng. Còn đây thì một hộp như vậy là 1,5 kg, giá là 530, em mua 4 hộp ha. Đó thì chị chủ đang tính tiền bên trong kia. 2,820 hả? Rau lết đỏ là đây là cô chú anh chị. Rau lết đỏ là 4 hộp 530 là 2,120 ha. Còn rau lết đỏ nước nè, 2 thùng, thùng 350, 2 thùng là 700. Tổng cộng là 2,820 hả chị? 2,820. Đó, đây là cái bảng giá em show rõ ràng cho cô chú anh chị ha. Đó, cái này cắt đây. 2,820. Chị sao ta? 2,820. Một hai ba triệu, đó là 3 triệu ha. Dạ. À, 2,820 em đưa 3 triệu thôi là 180.000 thôi cô chú anh chị. Thì bây giờ chị sẽ để vô cái bọc rồi sau đó mình đi qua bên bên trên bên kia ha cả nhà. Ở đây là chợ thị Nghè. Số mấy chị, địa chỉ số mấy chị? 56 Phan Văn Hăng. Ở đây là chị chủ nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy là cái tiệm sữa là sữa không à, đói là không sợ sữa, không sợ thiếu, đói là cứ lấy sữa uống thôi. Ở bên cạnh đó thì cũng có bán sầu riêng nữa. Đó, bên cạnh là có sầu riêng luôn, sầu riêng gì à, chuồng bò ri sáu gì giá 100.000 ký nè, 100.000 ký đời ruột hả, vỏ chị tính luôn vỏ hả, tính luôn vỏ đó, quảng cáo luôn đó. Phía bên kia đây là em cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị luôn, hồi xưa là em làm ở chỗ này nè cả nhà. Hồi xưa em làm ở cái góc đường này nè, hồi xưa đây cái phía đây là chợ Thị Nghè, để em đi xíu cho cả nhà xem ở phía đây. Nó cả nhà thấy chợ Thị Nghè không? Đó. Rồi bây giờ em xin tạm dừng cái video này ở đây ha.
Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở cái video tiếp theo ở máy ấm tình thương nha cả nhà. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở chỗ máy ấm tình thương nha. Rồi, qua đây. Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nè, kênh Nắng Xuân nè, kênh của Bắp 555 nè, kênh Tăng 79 TV nè, kênh bên đây là Phúc Khang 78 TV hả? 78 TV. Thì hiện tại mấy anh em đang có mặt tại quận Bình Thạnh. À, ở đây là số 58/57/8, phường 15 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây em đang đứng ở cái máy ấm Chúc Từ của chú anh chị. Ở đây nuôi dưỡng những bé mà gọi là mồ côi, nên trưa hôm nay em có dịp đến đây cũng được sự trợ duyên của tất cả các mạnh thường quân. Là sau đây thì một xíu nữa em sẽ xin thông báo ha. Trên tay em cầm đây là những cái thùng sữa nè, và những cái hộp sữa như thế này em có chuẩn bị sẵn. Đây là sữa rau lết nè, nó em cũng trong cái đoạn đầu thì em cũng nói rồi, đây là sữa công thức pha bằng nước nóng, còn sữa này thì uống trực tiếp luôn ha, sữa tươi đó. Thì bây giờ ở đây có 5 anh em, xin mời mấy anh em đi vào chung với em luôn ha, cho nó vui. Nó đi vào để mình gặp sư cô, mình gặp sư cô xong cái mình gặp mấy bé mình trao quà ha. Đó, đây là máy ấm Chúc Từ nè cô chú anh chị, đây đây là cái bảng máy ấm Chúc Từ ha. Đây, dạ. Đây đây là sư cô nè cô chú anh chị. Dạ con chào sư cô. Sư cô ơi, thì hôm nay con được cái duyên của mấy mạnh thường quân, các cô chú mạnh thường quân, thì con có mua một ít sữa. Đây có sữa tươi và sữa sữa này là sữa công thức để cho pha mấy bé nhỏ uống, còn mấy bé lớn thì uống sữa công thức. Nên con muốn vào con trao quà cho mấy bé. Hiện giờ mấy bé đang giới cho nên là không trao được, em không cho để được. Ngoài trước đó dạ. Thì sẽ sử dụng cho các bé, tại vì hình các bé đang ăn xế rồi á. Dạ. Bắt đầu đang ăn xế uống sữa em cũng thấy nè. Đang uống sữa của mình ở trong đây ha. Dạ, đúng rồi, dạ. Thì bây giờ cũng được để cho ở ngoài để cho sư cô xử xử lý sao cũng được. Dạ. Bây giờ cho sư cô cho chúng con vào chơi với bé mấy chút, rồi sau đó con cũng có một số số phần tiền mặt gửi riêng cho sư cô để cho mấy bé nấu ăn cho mấy bé, đi chợ nấu ăn cho mấy bé được không sư cô? Dạ dạ. Dạ dạ. Vậy con để trên đây. Dạ để trên. Đó. Đây là hai thùng sữa nè cô chú anh chị. Đó, để đây tại vì bé đang hiện tại mấy bé đang ăn ăn xế nên mình không có trao sữa được ha, để cho mấy bé ăn. Và bây giờ mình qua mình tham quan cũng như là mình tâm sự trò chuyện mình chơi với mấy bé xíu. Sư cô là sư cô Chúc Từ hả sư cô? Dạ. Rồi. Ôi, chào cô chú. Dạ, hiện tại đây là những cái kênh mà con giới thiệu ha. Con là kênh Tài 66 Vlog, kênh đây nó kênh cá nhân thôi à, chứ không phải là một công ty nào cả. Là tất cả anh em đều là thiện nguyện hết. Hôm trước con có gọi sư cô đó, nói chung dạ. Mỗi một người là một kênh, là có một cái sự thiện nguyện đến đây để giúp đỡ thôi, chứ không có gì đâu cô. Dạ dạ. Ở bên đó thì có mấy anh người nước ngoài nữa kìa, dễ thương quá. Chào, xin chào, bắt tay cái. Không cái, không chú cái. Hả? Ồ, cái này cái gì? Hả? Ờ, không miếng đi. Không chú miếng đi. Ồ, đừng, đừng chú. Ui. Xin chào. Xin chào. Con tên gì? Hả? Con tên Trà Dâu hả? Ờ, cái này con đụng không được, không được. Không được. Chào đi, chào chú đi. Chào chú. Chào cô chú. Con ăn cơm chưa? Con ăn cơm rồi à? Đó. Chị ăn cơm vậy nó con trai không ạ? À? Ôi ơi. Mấy bé đang ăn ăn cơm của chú anh chị. Ôi ngon không? Ngon không? Hả?
Âm nữa hả? Đúc đúc chú luôn hả? Thôi con ăn đi. Đang kem à. Đó. Hả? Ngon không? Ngon. À. Bé này lớn nè, con nhiêu tuổi rồi? Con 6 tuổi hả? Cái này là cái mic để nói chuyện. Để nói chuyện cho nó to đó. Con tên gì? Tên Khánh hả? Con đang ăn gì đó? Ăn kem hả? Alo đi. Alo alo. Alo alo, xin chào cô chú đi. Chào, xin chào cô chú đi. Ờ nói đi là cô chú nghe. Xin chào cô chú. Đó. Thấy lạ phải không? Ờ 6 tuổi nè. Bé bên đây mấy tuổi? 6 tuổi luôn. Ui ui té té té. Kìa. Ăn xong bây giờ chỗ ngồi, về chỗ ngồi. Ừ. Cho chú một miếng đi. Hết rồi. Hết rồi hả? Kem lạnh hả? Ôi. Dễ thương không? Đứa nào nó cũng có chùm tóc vậy. Ôi con ăn đi. À, à hả? À, ôm cổ nè. Không hả? Không ôm cổ hả? Ôi, thấy chưa? Là ôm cổ rồi, quen rồi nè. Ở đừng, của chú á. Hôn chú miếng đi. Hôn miếng. Có đứa nào hôn miếng không? Hôn miếng không? Không hôn hả? Hả? Cái này lạ cái này. Kem dính miệng không được hôn đúng không? Ồ. Con đang ăn cái gì? Ngon không? Kem lạnh á. À, kem lạnh hả? Lạnh quá, lạnh rung rung à. À. Thôi, cái này của chú đừng có đụng vô. Hả? Hả? Cái này cái gì? À. Cái này của chú ha. Kệ ăn kìa. Bạn đúc kìa. À, sao? Ờ của chú. Kem lạnh không? Con mấy tuổi rồi? Ô tô hả? Ô tô. Hả? Hả? Không nghe hả? Ờ con chào đi, con chào cô chú đi. Con chào cô chú. Con tên gì? Tên Khánh. Con nhiêu tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi hả? Trong đây là con lớn nhất chưa? Con lớn nhất hả? Có bạn nào lớn hơn tuổi con nữa không? Bạn này mấy tuổi? 6 tuổi luôn hả? À. Con ở trong đây vui không? Vui không? Vui. Vui. Kìa. Kìa cô kêu gì? Cô kêu gì đó? Kêu vô vô giấy ngồi hả? Đây nè bé nè, thấy chưa? Ôi trời ơi, ai cũng giật cụp chụp cái này hết trơn. Ôi trời. À mấy đứa bên đó nè. Hello. Yeah. Trời ơi, hung nè, hung nè. Hung lại. À. Ghê chưa? Hỏi ghê chưa? Yeah. Trời ơi, yeah, yeah nữa. Yeah nữa coi. Yeah. 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 Yeah, yeah. Yeah. Nó dễ thương à. Tôi ta. Đi ra nói chuyện với con. Ủa mấy ảnh đâu hết à? Dạ. Ủa mấy ảnh lên trả làm gì? Dạ dạ dạ. Con cảm ơn sư cô nha. Dạ. Dạ sơ sinh ở trên. Dạ. Hello. Hello. Rồi mình lên trên nè cô chú anh chị. Lên trên trên đây là trẻ sơ sinh ha. Chết mồ có nhạc. Wow. Mày có chuẩn chị. Đây là những đứa trẻ sơ sinh của chú anh chị. Ôi dễ thương quá. Hôm nay chị cũng đến đây hay sao chị? Đến đây để thăm mấy bé ha. Dạ. Bé này lớn rồi.
Mấy bé này còn nhỏ, còn quấn khăn, bé này dễ cưng quá. Đó. Mới luôn hả? Chắc 1-2 tháng quá. Ồ, nhìn thấy cưng quá cô chú anh chị, nằm kìa, bé bên đó nằm rồi. Ôi. À, chị cầm. Chụp cho em tấm hình. Kêu anh bắt rồi, kêu anh bắt, bấm giùm. Bấm nút trên. Nhìn thấy cưng quá cô chú anh chị, rất là nhỏ ha, bé này nhỏ nhỏ không. Từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Ý. Cưng quá. Đâu, bé nào? Bé này ha. Đâu, đi qua chú thử coi. Đi qua chú thử coi. Nè, nè, quay đây. Con giống như là nè. Chú Tài học giỏi nha con. Không miếng, không chú miếng. Chú Tài là dược sĩ đó nha con, học giỏi nha. Ở chị đó mặc cái áo chùa pháp buổi. Giống không? Là chào cô chú đi. Chào tất cả cô chú. Con tên gì? Chào đi, giơ tay chào. Nè. Không có mỏ đâu. Cũng đầu. Dám cùng không? Cùng đầu ấy. Ôi thương quá cả nhà. Rất là thương ha. Hôm nay thì phải nói là Tài với lại mấy anh em đến đây làm một cái công việc thật sự rất là ý nghĩa trong tháng 7, cái tháng Du Lan. Nói là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã có gửi một chút tấm lòng vàng về đây để cùng chung tay với sư cô để một làm công việc quá trời ý nghĩa luôn. Thì nhiều khi em vô tới đây cô chú anh chị, mấy bé nằm như thế này nè, nhỏ xíu à, muốn cầm nước mắt cũng không đặng luôn cô chú anh chị, rất là xúc động luôn cô chú anh chị. Tài thì cũng đã có một bé trai cũng lớn rồi, nhưng mà mình hiểu được cái cảm giác đó. À, bây giờ thì em đi làm xa, bé trai bé con thì cũng phải gửi cho ông bà nội, nên mình hiểu được cái cảm giác khi mà một đứa trẻ phải xa cha mẹ, nó rất là thương của chú anh chị. Đó. Ôm cổ chú đi. Bữa nay chú cháu mình có duyên đó, có duyên với anh trước nữa, quá đẹp luôn. Cô Xuân muốn ẩm không? Cho cô Xuân ẩm miếng nè. Nè. À, chị ẩm, chị bế qua giùm em. Đưa máy đây, qua ẩm bé đi. Đây. Qua ẩm bé thử đây, không biết ẩm. Đó, ẩm thử đi. Này là bên đây là sư cô chú anh chị. Kìa, nó dịnh cái mít kìa, chừng rớt cái mít kìa. Nhìn thấy cân không? Rồi ạ. À, cả nhà thấy mấy bé nè, nằm như thế này nè, của chú anh chị lăn lóc như thế này. Bé bên kia thì nằm sấp luôn. Đây là máy ấm Trúc Từ. Bé dễ lắm, không khóc không la qua ai cũng được. Nãy là để anh nằm trước luôn, rất là dễ thương ha. Xoay qua đây tí xíu coi. Đẹp trai. Trời, cái mỏ kìa. Nè. Bé này bé trai bé gái ta? Trai. Trai. Trai à? Để làm
Đó, bên đây là bé sơ sinh nhỏ nè cô chú anh chị. Bé bên đây mấy tháng rồi chị cô? Dạ, có bé 5 ngày, có bé mười mấy ngày, có bé bốn bé này chưa có ra tháng. Chưa ra tháng luôn hả? Bé này rất là nhỏ, cả nhà chưa ra tháng ha. Bé nào? Bé bìa hả chị? Bé áo xanh. Áo xanh 5 ngày hả? Ôi. Bé áo xanh đó cả nhà. Bé cái khăn xanh đó là 5 ngày. Và còn tất cả còn lại là chưa ra tháng luôn nha cô chú anh chị. Thấy thương quá. Mà không khóc không la vậy nha. Cứ nằm im du vậy đó. Giống như là có sự sắp đặt sẵn của ông trời vậy đó nha. Rất là dễ ha. Ủa sao mấy bé lên đây rồi? Cô nắng sưng khoái rồi. Khoái rồi. Đi qua bên đây chơi với mấy bé này xíu nữa. Đây có mạnh các cô chú đến viếng nè. Đến thăm nè. Đây có mấy anh ở ôi. Cởi quần ra đi qua. Hello. Trời ơi. Giống như là người quen nha. Mấy bé này nhìn nó giống như quen nha. Hả? Hello. Xin chào. Xin chào. À, cái này hả? Coi nó coi cái mic. Đó. Đây. Không quay được à? Rồi, nãy là rút ra luôn. Sao mất tiếng luôn rồi, hết pin hả? Đưa đưa lại chị, à, đưa chị đó đi, cho chị bồng. Quá trời đông. Thôi à, bây giờ mình đông quá rồi, bây giờ mình đi xuống đi cho chú chị. Xuống đi. Dạ, con xin chào sư cô. Dạ hôm nay con đến đây á, là con có trao phần ít phần quà cho mấy bé ở trong cái máy ấm chúc từ của mình là một, có 2 thùng sữa và 4 thùng sữa, 4 hộp sữa công thức. Và bên cạnh đó thì con cũng muốn gửi đến sư cô một ít tiền mặt để sư cô mình trang trải cho mấy bé, mua đi chợ cho mấy bé, nấu đồ ăn cho mấy bé. Thì cũng sẵn đây sư cô có mặt ở đây thì em cũng thay mặt tất cả các sư cô cũng như tất cả các cô chú anh chị cảm ơn những mạnh thường quân. Ở đây thì có em có anh Cường, Đỗ Văn Cường ở 235 3G Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú thì có gửi 1 triệu đồng. Và chị cô Đoàn Thị Gái thì cũng ở 235 3G Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú gửi 1 triệu đồng. Và còn 5 triệu đồng lại là của cô Dung ở Đức, 5 triệu đồng của cô Dung ở Đức. Và 500 ngàn này á, thì của anh Cùi Bắp, cái kênh Cùi Bắp là 555 anh đang quay. Và 200 ngàn là của anh Phúc Khang 78TV. Đó thì đây là con xin trao lại cho cô là tổng cộng là 5 triệu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 5 triệu 700 ngàn. Sư cô nhận dùm con ha. Dạ để cho mấy bé mua đồ ăn là nấu ăn gì cho mấy bé sư cô ha. Con cảm ơn sư cô đã cho con cái buổi ghi hình hôm nay rất là quý luôn. Và con cũng thay mặt tất cả các mạnh thường quân chúc sư cô nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thân tâm an lạc ạ. Dạ. Cũng đại diện bên em thì cô cũng gửi lời cho đến em cũng như các bạn đã đến đây trước là hỗ trợ cho các con về sữa và một chút kinh phí để cho cô có thể lo cho các con trong đời sống hàng ngày. Và cũng cảm ơn các mạnh thường quân phương xa và đã không đi đến đây được thì đã gửi em đem đến cho cô để cô có để cô lo cho các con. Cũng xin chờ mọi người rất là nhiều đã nghĩ tới các con và lan tỏa quả thực sự yêu thương của mình. Chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Con cảm ơn rất là nhiều. Thì dạ con cảm ơn sư cô nha. Cũng sẵn đây cũng thông báo và cũng như là mình chia sẻ minh bạch luôn cho tất cả các cô chú anh chị mình là cái tiêu. Mình làm việc từ thiện thiện nguyện của chú anh chị thì cái gì nó cũng phải minh bạch rõ ràng. Sẵn đây thì mình thông báo luôn ha. Cái tiền sữa hồi nãy em mua là 2 triệu 820 ngàn, với lại
5.700.000 á, là tổng cộng hôm nay em trao cho cái máy ấm chút từ của mình là 8.520.000 là tổng cộng. Là mong cho cô Quang Hỷ nhận giúp tấm lòng của tất cả anh em ở đây cũng như là bà con cô bác mình luôn ở gần xa nhé. Dạ đây, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, con chào sư cô. Chúc sư cô thật nhiều sức khỏe, mấy bé con trong lớp. Dạ là chúc các chú được về sức khỏe, luôn là người kết nối, là cái cầu kết nối cũng như là lan tỏa sự yêu thương của những mệnh đề bất hạnh đến với mọi người, đến với công chúng để cho mọi người biết nhiều hơn về các con cũng như những mệnh đề bất hạnh bên ngoài, giúp những mảnh đời cái may mắn có được sự quan tâm cũng như sự yêu thương của mọi người. Cô cảm ơn rất nhiều. Chị cô nán lại cho con hỏi một vài thông tin được, là chị cô cho con hỏi những bé ở trong đây á, là mình nuôi dưỡng là từ đâu á chị cô? Từ các mẹ đem đến đây cho cô rồi các mẹ đi. Dạ. Có nhiều nơi đến không có, các mẹ không có điều kiện nuôi con thì các mẹ biết tới máy ấm thì các mẹ đem đến đây cho rồi các mẹ đi. Đa phần là như vậy hả cô? Dạ đúng rồi. Bé ở trong đây thì nhỏ nhất là mới có 5 ngày tuổi hồi nãy con biết, lớn nhất là bao nhiêu sư cô? Dạ lớn nhất 5 tuổi. Lớn nhất là 5 tuổi. Dạ. Nhỏ nhất là 5 ngày tuổi của chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị mình nếu mà có phát tâm thì hãy đến máy ấm chút từ ở số 57/8 phường 15. Đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Dạ. Con cảm ơn sư cô, chào sư cô nha. Dạ, cảm ơn. Kết thúc rồi, sư cô nha. Con không? Ở đây con không? Bác không? Có gì không có đủ làm hết trơn á. Sẵn cầm nhầm máy em rồi, em phụ anh rồi. Được không? Được. Đây là bệnh viện Nhi Đồng, này Nhi Đồng 2 phải không bác? Nhi Đồng 1. Đây là bệnh viện Nhi Đồng 1 nha cô chú anh chị. Thì các anh em như là tài số 6, cô bác bay số 5, tăng 79 nhiều phút khen đến trao những phần quà yêu thương cho các em bé. Hai hộp sữa và một cái mì để gửi tới cho cháu. Rồi, cảm ơn. Đây là anh cùi bắp của chú anh chị. Không vô, chị này không có vô đâu. Đó. Đó. Đây là những phần quà của anh cùi bắp 5555 cả nhà. Bác ai có phiếu thì sẽ nhận nha. Rất là đông bà con cô bác nha các anh chị. Anh cô bác hôm nay là một cái việc phải nói lễ nghĩa của chú anh chị. Anh đây đi lãnh giùm ha. Cái này là phát ai có phiếu mới có quà nha cô chú anh chị. Có phiếu sẵn rồi. Anh đây cũng cầm trên tay có phiếu nữa. Dạ không có phiếu không được ạ. Dạ có phiếu mới được anh. Thông cảm ha. Dạ. Bây giờ không có phiếu thì cũng cho 50%. Dạ anh thông cảm. Giờ đây số đây hạn nãy giờ rồi. Số lượng nó có hạn à, số lượng mình thông báo trước rồi. Dạ anh thông cảm. Dạ. Có mình có mình lên khoa mình hỏi gì đó. Dạ. Đây đưa lên trên mình đâu có hay đâu rồi, dạ. Đâu có lấy. Anh thông cảm nha. Dạ. Dạ. Đây chị gái đây hỗ trợ này của chú anh chị. Ba phần quà, ba phần cuối cùng luôn. Ba phiếu ba phần. Phiếu
Ồ vậy là anh bỏ dư cái hả? Đó, đây là những phần quà của anh Cùi Bắp 555 kênh YouTube của chú anh chị. Chị ấy có phiếu như thế này nè cả nhà. Rất là trật tự ha, rất là ngăn nắp ha. Phải nói là làm những việc này rất là ý nghĩa luôn ha. Trật tự ngăn nắp và cách phát quà rất là ngăn nắp. Dạ. Vậy là anh, hồi nãy anh mượn em chăm đó nhớ không? Em cũng cảm ơn tác sản phẩm của mình. Em mời anh vô để em ghi lại. Tại vì cái này là để cho em ghi nhận lại để tổng kết. À, ghi nhận tổng kết. Xin chữ ký đi anh. Anh cứ vào đi. Em đứng đây dạ. Chăm hồi nãy nhớ mượn em đó nha. Anh cứ vô đi. Dạ. Đó. Thì hôm nay thì phải nói là rất là quý luôn. Anh Cùi Bắp 555 ảnh cũng gọi là nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách của chú anh chị. Tại cũng có việc ăn hàng đi trong nhóm Cùi Bắp rất là vui lắm của chú anh chị. Rất là lạnh nha. Trời mưa nãy giờ đi ướt quần ướt áo hết trơn, mưa giờ đó thành phố Hồ Chí Minh mưa nè cả nhà nhìn này. Ướt hết trơn đó. Thì phía đây thì có anh Phúc Khang, Phúc Khang 78 TV nè. Đó, bên kia anh Doraemon 79. Anh Tăng 79. Tối xin tự nhiên gói cái tay. Đó thì hồi lúc nãy thì phát quà ở máy ấm Trúc Từ ở Điện Biên Phủ, ở Điện Biên Phủ, phường 15 của thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi giờ này mấy giờ rồi? Không phải đồng hồ. Kém 15 hơn nãy giờ. Giờ này chắc cũng khoảng 3 giờ hơn quá cô chú chị. Em cũng không biết mấy giờ nữa, phải có đồng hồ đây, sao không coi đâu. 15:35 15:35 ha. Thì có mặt tại bệnh viện Nhi Đồng 1 ha. Nhi Đồng 1. Đó, để phát 30 phần quà thôi. Và một cái phong bì gọi là tình nghĩa, lá lành đùm lá rách ha. Lá rách đùm lá nát. Đó. Dạ. Thì đó là trong cái tháng 7 này đó, đây là chỉ riêng của anh Cùi Bắp 555 thôi, làm riêng thôi cả nhà. Rồi bây giờ thì em xin cảm ơn quý vị, chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Ủa hết à? Có cái gì nói ra đây? Nói rồi. Hồi nãy có quay cái cảnh tắt đi, 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 tắt